Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Linh mục David Sinh, 46 tuổi, người Mỹ, đã theo Phật xuất gia. Theo thông tin của Huawei ngày 16/7 năm 2017, hỏi: vì sao thầy từ bỏ công giáo để theo Phật? Đáp: tôi nhận thấy đạo Phật thực tế dạy con người hiếu kính cha mẹ, nhớ ơn tổ quốc, nhớ ơn thầy cô, nhớ ơn những ai giúp ta. Nếu áp dụng phương pháp ngồi thiền của Phật làm tôi an lạc ngay trong giây phút hiện tại, vì thế tôi chọn Phật giáo để làm điểm tựa tâm linh cho bản thân và gia đình. Một Phật, lành thay. Nguồn Tesla Vũ.